Phật Pháp ứng dụng.
Mâu Ni Phật để trước khi đi vào thời pháp thoại chiều hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca cung thỉnh Hòa Thượng an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật. Phật là bậc tính thức vẹn toàn, bi và trí viên mãn, tướng tốt trang nghiêm, bậc thầy dẫn đường cho chúng con trên cuộc đời này. Thành kính đảnh lễ ngôi Pháp Bảo. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa ta trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Thành kính đảnh lễ ngôi Tăng Bảo. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập pháp lành làm an lạc cuộc đời. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện được năm điều sở nguyện: một là sắc đẹp, hai là sức khỏe, ba là an vui, bốn là hạnh phúc, năm là trí tuệ. Mong rằng năm điều này hằng tăng trưởng trong đời sống của quý vị, để quý vị có niềm tin nơi chánh pháp của Phật và tiến tu trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thật là một cái nhân duyên lành rất lớn, và chúng tôi vô cùng cảm kích khi một vị thầy của các vị hiện giờ đang ở phía bên kia Thái Bình Dương, nhưng mà vẫn gọi điện thoại về để thăm hỏi các vị và thăm hỏi tất cả các đệ tử hôm nay có lo Phật sự chu đáo và tốt đẹp hay không. Xin chúc mừng cho toàn thể quý vị. Tôi nói các vị có nghe rõ không? Mừng quá. Bởi vì quê tôi ở giữa hai đèo, bữa ăn thì thiếu mà đói nghèo quanh năm. Quý vị biết tôi ở đâu không? Xin thưa là quê tôi ở miền Trung Nam Bộ, cách giữa hai đèo, đó là đèo Cả, ngăn cách giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Ra bên ngoài thì cái đèo Cù Mông ngăn cách giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên, thì tôi sống ở giữa hai đèo đó. Nhưng mà may mắn là chúng tôi đã vào ở trong miền Nam uống nước sông Đồng Nai đã trên 46 năm. Cho nên chắc có lẽ nhờ nước sông Đồng Nai mà làm cho giọng nói của tôi rõ hơn, nhẹ nhàng hơn, chứ không phải cái xứ nấu chó ăn đá mà gà ăn muối. Hôm nay đến với đạo tràng, tôi được biết không những là chỉ có một giảng đường này mà tới 5 cái giảng đường. Như vậy thì không biết mấy giảng đường kia có được nghe rõ hay không, không biết. Nhưng mà tôi cũng tin rằng ban tổ chức sẽ làm tốt cái điều này để cuộc gặp gỡ hôm nay có nhiều cái điều lợi ích. Xin thưa quý vị, hôm nay các vị tu một ngày an lạc. Các vị có an lạc không? Hả? Có không? Có.
À, xin thưa các vị là bây giờ có nên tin hay không ha? Nếu mà không tin có nghĩa là phải kêu một người lên để trả bài coi thử an lạc như thế nào, an lạc ở cấp độ nào, phải không? Nhưng mà thôi, cuộc sơ giao thì không nên làm khó cho nhau. Thế thì hôm nay trước khi mà giảng cái bài pháp thoại hôm nay với cái chủ đề là năm đức tính mà một người tu tập để thành tựu được sự an lạc. Như vậy thì trước hết chúng ta có một cái khái niệm về an lạc như thế nào. Trước hết thì chúng ta cũng biết là con người chúng ta có hai cái lĩnh vực, đó là thân và tâm. Nếu mà thân của chúng ta không an thì chắc chắn tâm của chúng ta không lạc. Chữ lạc này có nghĩa là vui, là hoan hỷ. Nhưng mà nếu thân chúng ta không có ngồi yên được một chỗ đó, thì tâm của chúng ta không có vui. Người tu mà muốn an lạc thì ngồi đây, ngồi cõi bồ đề, vững thân chánh niệm không hề lãng sao, phải không? Mình ngồi mà mình nghe được một cái tiếng chuông, nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng tâm yên miệng mỉm cười, thì cái đó mới có an lạc, phải không? Chứ còn mình ngồi mà ngồi đây mà giống như ngồi ở trên đống lửa vậy đó, phải không? Là vì sao? Vì hồi sáng này mình đi mình quên mang theo cái chìa khóa. Mà nếu mà quên cái chìa khóa rồi mà đứa nào ở nhà nó thấy cái chìa khóa của mình thì thôi, mất hết ráo. Cho nên ở đây nhưng mà tâm đáng ở nhà vang vái làm sao đừng đứa nào nó thấy cái chìa khóa của tôi. Như vậy thì chúng ta cái thân ở tại nơi này nhưng mà cái tâm không có, như vậy thì cũng không có vui, không có an lạc. Như vậy thì muốn cho có niềm vui ở trong cuộc sống thì trước hết chúng ta cái thân này phải an. Mà thân này an có nghĩa là thân này không có bệnh hoạn, thân này không có lo lắng, thân này không có bị những cái bệnh nó làm cho mình sanh ra phiền não và khổ đau. Đó gọi là thân nó an. Mà thân nó an rồi đó thì tâm nó sẽ lạc, tức là vui. Và niềm vui ở trong giáo pháp của Phật, xin thưa các vị, nó khác hơn những cái niềm vui ở thế gian. Niềm vui ở thế gian người ta lấy vật chất làm niềm vui. Còn tiền thì vui, mà hết tiền thì hết vui. Còn trong đạo Phật của chúng ta thì cái niềm vui đó là niềm vui của chánh pháp. Mình giác ngộ được những lời dạy của Đức Phật, cái đó làm cho niềm vui này có thể kéo dài tới đời sau và nhiều đời sau nữa. Cho nên niềm vui này thể hiện bằng cách Phật tử chúng ta phải thể hiện một cái nếp sống thật là hân hoan. Mà có hân hoan thì mới có hoan hỷ, mà có hoan hỷ thì mới đưa tới sự thanh thản nhẹ nhàng. Mà đưa tới sự thanh thản nhẹ nhàng đó là trạng thái khinh an về thân và về tâm. Như vậy thì cả hai phương diện mà chúng ta có như vậy thì một ngày đó là một ngày an vui. Còn nếu mà mình tu một ngày mà mình không có an vui gì hết thì chúng tôi gọi đó là những người đi buôn lỗ vốn. Một ngày mất thời giờ, mất vốn liếng đi tiền xe mà về không có sự chuyển hóa, không có sự thay đổi gì hết. Như vậy thì tu một ngày an lạc mà chính mình chưa có lạc an. Thế thì bây giờ Đức Phật Ngài dạy người đệ tử của Phật muốn chuyển hóa tất cả những phiền não khổ đau ở trong cuộc đời này thì người đó phải tu năm đức hạnh hay là năm phẩm tánh tốt đẹp của một người đệ tử. Xin thưa các vị, thời Đức Phật còn tại thế có một vị vương tử tên là Vương Tử Bồ Đề. Ông này rất là cung kính Đức Phật, rất là thương chư tăng, nhưng mà đó, tánh của ông nóng vội lắm, làm cái gì thì muốn có kết quả ngay. Tu một ngày mà ông muốn giải thoát, muốn có an lạc, muốn có niết bàn liền. Cho nên hôm đó ông tới đánh lễ với Đức Phật và thưa với Đức Phật rằng: thưa Đức Như Lai, nếu con từ bỏ tất cả những cái đời sống thế tục
trong một ngày mà không có phiền não, không có khổ đau. Con tu như vậy thì bao nhiêu năm con sẽ đạt được cái sự giải thoát tối hậu. Thì Đức Phật ngài nói này Vương Tử Bồ Đề, theo chánh pháp của Như Lai, một người mà buông bỏ đời sống thế tục, không còn khởi lên những vọng niệm sai lầm, không có những nhận thức sai lầm, không có những cái tâm đố kỵ ghen ghét, thì người đó có thể tu trong 7 năm thì sẽ đắc đạo. Thì quý vị biết tâm lý của ông Tu Bồ Đề lúc bây giờ làm sao không? Ông ngó Đức Phật chấm chấm xong rồi ông gãi đầu. Ông nói trời đất ơi, gì mà lâu như vậy, tới 7 năm lận. Thì ông lo lắng quá. Nếu mà 7 năm mà mình đi tu theo Như Lai mà rủi không đắc đạo thì sao? Thì về ở nhà thì thôi coi như tiêu hết rồi. Vợ nó có thể nó lấy chồng, con có thể phá hết tài sản của mình. Cho nên ông không vui lắm. Đức Phật biết như vậy cho nên nói này, Vương Tử Bồ Đề ơi, trong giáo pháp Như Lai thì còn có một cái phương pháp nữa, không phải chỉ có 7 năm đâu, mà có thể là 7 tháng thôi cũng có thể thành tựu được cái con đường giải thoát, con đường an vui. Thì ông vẫn còn gãi đầu, ông nói tu 7 tháng như vậy còn lâu. Ông nói thưa Đức Phật, như vậy thì còn cái phương pháp nào nữa không? Đức Phật nói này Vương Tử Bồ Đề, còn một cái phương pháp nữa mà Như Lai đã từng tu tập. Như Lai chỉ trải qua 7 tuần lễ, tức là 49 ngày. Như Lai đã tu tập ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày và thành tựu được đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nhưng mà đối với Vương Tử Bồ Đề, 7 tuần lễ vẫn còn thấy dài. Vì sao ông thấy dài? Bởi vì ông xa vợ, xa con của ông thì ông thấy nó dài. Một ngày mà không nhìn thấy được mặt vợ thì thấy dài quá. Cho nên bây giờ đối với ông 7 tuần lễ thì vẫn còn dài. Cho nên ông thưa với Thế Tôn, như vậy thì bạch Đức Thế Tôn, còn cái phương pháp nào nữa hay không? Thì Đức Phật nói này Vương Tử Bồ Đề, còn như vậy thì chỉ cần tu 7 ngày thôi thì sẽ đắc đạo. Thì trên gương mặt của ông cũng có một cái sự hân hoan, là vì ông biết rằng nếu mình tu 7 ngày mà đắc đạo đó thì thôi tốt quá, phải không? Còn nếu mà không có đắc đạo mình về thì chắc lẽ mọi việc còn yên như cũ, chưa có thay đổi gì. Cho nên ông cũng vui nhưng mà chưa có yên lòng lắm. Đức Phật nói tiếp này Vương Tử Bồ Đề ơi, giáo pháp của Như Lai không phải tu 7 ngày đâu, tu 6 ngày, tu 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, thậm chí là sáng tu chiều đắc đạo. Mừng quá. Cho nên những người nào mà lần đầu tiên mà tới đây tu đó nha, tu một sáng giờ coi chừng sau thời pháp này đắc đạo còn có. Xin thưa quý vị, cái gì cũng có cái quả thì phải có cái nhân. Nếu mà không có cái nhân, không có cái duyên thì không thể hình thành cái quả được. Như vậy thì ông muốn tu sáng mà tới chiều đắc đạo thì ông phải có 5 cái điều kiện này. Thứ nhất là ông phải có đầy đủ niềm tin. Thứ hai là ông phải thành thật, phải chân thành. Thứ ba là ông phải có đầy đủ sức khỏe. Thứ tư là ông phải đủ sức tinh tấn. Và thứ năm là phải có trí tuệ. Như vậy thì có đầy đủ 5 cái điều kiện đó thì ông có thể tu sáng và chiều đắc đạo giải thoát. Như thế thì các vị có muốn chiều nay giải thoát không? Muốn nhưng mà khó quá, phải không? Xin thưa các Phật tử,
Trong giáo pháp của Đức Phật, chúng ta vào đạo có rất nhiều cái duyên. Có người đến với đạo qua một bài pháp thoại, có người đến với đạo qua một bản tình ca, có người đến với đạo do một người bạn nói lại, phải không? Cho nên cái nhân duyên mà đến với đạo thì nó không giống nhau. Vì vậy cho nên ở đây muốn đến với đạo mà có thể tiến tu vững chãi trên con đường giác ngộ và trên con đường giải thoát, thì trước hết hành giả phải có niềm tin. Bởi vì niềm tin là yếu tố quan trọng đầu tiên của người Phật tử tại gia. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải xây dựng cho chính mình một cái niềm tin. Niềm tin ở đây trước hết Đức Phật nói với Vương Tử Bồ Đề: này Vương Tử Bồ Đề, trước hết ông phải tin Như Lai là bậc đã giác ngộ hoàn toàn, bậc toàn năng, toàn trí, toàn đức, một bậc đạo sư của cõi trời và cõi người. Cho nên nếu ông khởi lên một cái niềm tin như vậy và ông tin rằng ông cũng có được khả năng giác ngộ, cũng có khả năng thành Phật, bởi vì chính bản thân ông cũng có Phật tánh. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, đều có khả năng giác ngộ, chỉ cần tu sáng chiều đã giác ngộ rồi. Nhưng mà tại sao chúng ta tu hoài mà không có giác ngộ? Là vì tâm của chúng ta chưa trong sạch, tâm chúng ta còn quá nhiễm ô với những phiền não, với những khổ đau, với những hơn thua ở trong cuộc đời này. Cho nên ở đây muốn được an vui, muốn được giải thoát, chúng ta phải trở về với Phật tánh của chúng ta. Nếu chúng ta trở về với Phật tánh và tu tập tất cả những thiện pháp thì ngay ở trong đời này, xin thưa, chúng ta rất dễ dàng để thành đạo. Người đoạn trừ tất cả các bất thiện pháp thì xin thưa, người đó giống như là trăng hướng về với ngày rằm. Trăng ban đầu nhỏ mà hướng về ngày rằm thì trăng tròn, trăng đẹp, phải không? Còn nếu mà người mà không có từ bỏ bất thiện pháp thì người đó cũng như là trăng, nhưng mà trăng hướng về ngày 30. Như thế thì ở đây nói rằng niềm tin là sức mạnh, niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các công đức lành. Như vậy thì khi chúng ta có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật có khả năng chuyển hóa tất cả những đau khổ ở trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên ta đem hết lòng để thực hành pháp, để chứng ngộ pháp và đạt được sự an lạc. Cho nên giáo pháp của Phật xin thưa không nằm ở trên cái ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện để mà nói chánh pháp của Phật thôi. Còn chánh pháp thực của Phật cần phải thực nghiệm, cần phải tu tập và hành trì để chứng ngộ và chứng đắc. Có như vậy thì ta mới an vui. Điều thứ ba của niềm tin là chúng ta tin vào những đệ tử của Đức Phật, những bậc tu hành chân chánh, những bậc đã từ bỏ đời sống thế tục, không còn vướng lụy với pháp thế gian. Người đó đi xuất gia tu hành theo giáo pháp của Phật và chứng ngộ được những thánh quả, đạt được sự an vui và giải thoát ngay ở trong đời này. Và điều thứ tư mà các vị cần phải có niềm tin đó là giới pháp của Đức Phật. Giới của Đức Phật chế ra nhằm để đem lại hạnh phúc cho ta, bảo vệ hạnh phúc cho ta. Chứ Đức Phật chế giới ra không phải làm khó, phải không? Nhiều người mới tu vô sao mà Phật sao khó quá, tu hành gì mà khó, mất tự do quá, phải không? Buôn bán mà không cho nói láo thì làm sao có lợi, phải không? Nhờ nói láo mà coi như bán lời có phân nửa thôi, một vốn mà nửa lời. Còn nếu mà không cho tôi nói dối thì tôi được lập văn phòng 2, văn phòng 3 gì đó cũng được. Không là cho tôi uống rượu chứ. Còn cái này cấm, không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Như vậy thì tôi còn cái chỗ nào là đời sống gọi là đầy đủ và an vui đâu.
Cho nên những người họ chưa có khả năng để mà hành trì và giới luật của Phật thì xin thưa những người đó chưa thể hiện được cái đời sống an vui ở trong cuộc đời này. Ví dụ như giới của Đức Phật đó, chúng ta tập, chúng ta hành trì nó cũng quen đi. Nếu các vị nào đó mà hồi giờ chưa biết đi xe đạp đó mà ngồi lên xe đạp đạp mấy cái nó té xuống à, phải không? Nhưng mà khi mình đạp quen rồi đó thì mình có thể mình đạp một chân, mình có thể cầm một cái bi đông một tay lái, phải không? Còn một chân nữa thì mình gác lên cái sườn xe mà xe không có ngã. Như vậy thì cũng như thế, cái người mà tu hành giữ giới nó thuần thục, nó quen rồi đấy thì nó hạnh phúc mà không có cái gì gọi là thiệt thòi là lo lắng hết, phải không? Cho nên niềm tin trọn vẹn như vậy đó là yếu tố đầu tiên để có được an vui, có được giải thoát, và thầy sẽ đạt được cái giải thoát an vui đó ngay ở trong đời này. Đó là yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai mà tất cả các Phật tử nên chú ý, đạo Phật là đạo chân thật. Đức Phật là người nói những lời nói rất chân thật, rất lợi ích. Đức Phật chưa bao giờ nói dối, phải không? Cho nên ở đây người đệ tử Phật phải thể hiện cái lòng thành thật của mình đối với đời sống xã hội, đời sống tu hành. Trước hết thì chúng ta phải biết thành thật với chính mình. Thì hỏi tại sao mà mình thành thật với chính mình mà được đặt lên đầu tiên, là vì nếu mà mình không thành thật với người khác đó thì người ta phát hiện được sự giả dối của mình, cho nên mình mắc cỡ, mình tự ái, phải không? Còn mình hứa dưới lòng mình rồi mà mình không có thực hiện thì xin thưa cũng không sao, không ai biết. Cho nên mình xù với mình dễ hơn xù với người khác. Mình hứa với mình thì sao cũng được. Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu mình đi tu hoặc là trên con đường mà tu tập mà mình không thành thật với chính mình thì xin thưa mình sẽ không bao giờ thành thật được với những người khác. Cho nên ở đây thành thật là một đức hạnh. Người đệ tử mà thành thật với bậc đạo sư của mình, nghe lời bậc đạo sư của mình, nghe pháp của bậc đạo sư của mình rồi ứng dụng pháp đó vào ở trong cuộc sống, có như thế thì mới có kết quả. Cho nên ở đây chúng ta phải luôn luôn thành thật với chính mình, và sau đó chúng ta phải thành thật với tất cả mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì lời giả dối không bao giờ đem lại an vui, không bao giờ đem lại hạnh phúc. Lời nói gian ác không bao giờ thâu phục được lòng người. Vì vậy cho nên Bồ Tát đi vào đời như hoa nở khắp nơi, Bồ Tát phải thể hiện tâm hạnh bố thí, phải biết nói những lời hòa ái, biết nói những lời lợi ích cùng với mọi người, chung vui, chung khổ. Có như thế thì chúng ta mới xứng đáng là người đệ tử Phật, phải không? Như vậy thì cái yếu tố nói lời chân thật, xin thưa các vị, nó làm cho chúng ta hạnh phúc vô biên mà nhiều khi chúng ta không có cảm nhận được. Thật ra thì một cái người mà luôn luôn nói thành thật tạo ra một cái niềm tin cho người khác. Mà hãy có niềm tin thì toàn bộ cái nghi ngờ của chúng ta sẽ được đoạn trừ và chuyển hóa. Mà sống không có nghi ngờ mà tin tưởng lẫn nhau thì xin thưa cái đó là hạnh phúc rất là lớn. Chứ tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta không bao giờ nói những điều không phải là chân lý, không phải là sự thật. Cho nên chỉ nói đúng với chân lý, chỉ nói đúng với sự thật mà thôi. Có như vậy thì ta tạo ra một cái niềm tin đối với tất cả mọi người. Xin thưa các vị, tôi còn nhớ có một vị thiền sư. Ngày xưa vị thiền sư này tu ở trên núi đó các vị. Nhưng mà thiền sư tu và đắc đạo, cho nên dần dần đó thì các Phật tử
tới thăm viếng thiền sư rất nhiều, và nhiều người người ta đem tiền bạc của cải người ta xây dựng cho thiền sư một cái ngôi tinh xá rất là đẹp. Nhưng mà cái ngôi tinh xá này chỉ đẹp cái hình thức nhưng mà chưa đẹp ở cái nội dung. Xin thưa như thế này, cách đây chừng khoảng 10 ngày tôi được Thượng tọa Thích Đồng Bổn mời tôi giảng ở tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà tôi hạnh phúc vô cùng. Trước khi mà tới cái chùa để mà thuyết giảng đó, thì xin thưa các vị, tôi đi ngang tới đó đó thì có một cái bảng rất là lớn đề là lối vào khu vườn xoài. Thì tự nhiên tôi lại có một cái cảm nhận rằng nhớ tới thời kỳ Đức Phật, có một bà tín nữ tên là Ambapali, bà đã cúng cho Đức Phật cả một cái vườn xoài và cất một cái ngôi tịnh xá, một cái ngôi tinh xá cho Đức Phật và chúng tỳ kheo. Thì trên đường vào chừng khoảng 5 cây số, tôi ngồi tôi nhớ tới những cái lời dạy của Đức Phật về cái khu vườn xoài của bà tín nữ Ambapali. Rồi khi tới nơi đó thì tôi bước xuống đi vào, thì một cái ấn tượng rất là tuyệt vời. Tôi thấy tự thân mình có một cái cảm nhận giải thoát và an vui vô cùng. Không khí rất là trong lành, rất là mát mẻ. Tôi hít vào, tôi thở ra, tôi cảm thấy rằng cái phổi của tôi nó nhẹ và nó rất là mát. Thì khi mà lên trên cái giảng đường thì xin thưa các vị, tôi nhớ ngay tới vua Tần Bà Sa La hoặc là vua Ba Tư Nặc mà đã cúng những cái ngôi tinh xá cho Đức Phật. Cho nên cái thời Đức Phật, cái ngôi tinh xá thì các vị biết rằng cái ngôi đó là đứng ở bên này thì ngó thấy bên kia, đứng ở trên này thì thấy suốt ở bên kia. Thì cái chùa này nó cũng cái chiều rộng chừng khoảng 18 mét và chiều dài khoảng 30 mét. Và xin thưa các vị là không có một cái bức tường nào hết, chỉ có mấy cái hàng cột thôi. Như vậy thì có cái gì để mà lo lắng, để mà giữ, phải không? Cái đó mới là đúng cái ý nghĩa của chữ tinh xá. Chữ tinh có nghĩa là rồng, chữ tinh có nghĩa là không có cái gì trở ngại, phải không? Còn chữ tịnh, Phật giáo truyền qua Trung Hoa cái biến chữ tinh nó thành ra chữ tịnh. Mà chữ tịnh thì phải nhà phải có cửa, bởi vì nhà đó có thể là cất giấu rất là nhiều cái vật quý ở trong đó, cho nên phải đóng cửa. Thì cái tịnh xá của vị thiền sư này cũng như vậy, giàu có lắm. Và đặc biệt ngôi tịnh xá này có một cái lối vào mà thôi, cũng giống như trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Ông trưởng giả giàu có như vậy nhưng mà cái nhà của ông chỉ có một cái cửa để đi vào thôi. Thì lúc nào thiền sư cũng ngồi ở trước cửa đó để mà đón khách tới. Thì bữa đó thiền sư đang tiếp một người giàu có, mà bây giờ Việt Nam mình gọi là ông đại gia, ông giàu có. Thì trong khi tiếp khách như vậy, trên một cái lối duy nhất bước vào ở trong phòng, thì các vị biết là có một cái tên ăn trộm. Ăn trộm này là thuộc về ăn trộm chuyên nghiệp, chìa khóa nào cũng mở được, phải không? Mà ăn rình hoài mà không có lối vào, bởi vì xung quanh là tường hết, chỉ có một cái lối vào, cửa vào duy nhất mà thiền sư đã ngồi đó rồi, thì làm sao mà vào được? Chờ thiền sư tiễn khách đi rồi thì may ra anh ta mới lén vào được. Nhưng mà thiền sư, xin thưa các vị, là đã biết trước, cho nên chỉ tiễn cái người khách ba bước chân và thôi. Người khách ra về thì thiền sư trở lại chỗ cũ và ngồi trên cái ghế đó. Anh ăn trộm kia, anh rình hoài mà rình được, cuối cùng anh tới anh quỳ xuống dưới chân của thiền sư, anh xin thiền sư nhận anh làm đệ tử. Nhận anh làm đệ tử nhưng mà với một điều kiện. Làm đệ tử mà có điều kiện nữa ha. Nhưng mà ảnh có điều kiện. Anh nói với bạch thầy, con xin suốt đời làm đệ tử của thầy, nhưng mà con chỉ xin thầy một điều thôi.
Thiền sư nói, con cứ nói. Thì vị ăn trộm này nói, con làm đệ tử của thầy, nhưng mà con chỉ muốn thầy đừng bao giờ khuyên con bỏ nghề ăn trộm. Thì thưa các vị, có nhận không? Có dám nhận tên ăn trộm này không? Hả? Nếu mà tu yếu một tí không dám nhận phải không? Hả? Nhận tối nó ngủ rồi nó sanh chuyện, phải không? Cho nên á, thiền sư hoan hỷ nhận lời, nhận con làm đệ tử. Nhưng với một điều kiện cho công bằng, bởi vì con có điều kiện với thầy thì thầy cũng phải có điều kiện với con, phải không? Bánh ít đi qua, bánh quy đi lại mới công bằng chứ. Thì vị thầy đó đưa ra một cái điều kiện rất là nhẹ nhàng thôi. Như vậy thì từ đây trở về sau, con muốn làm điều gì thì con phải biết rằng con đang làm cái điều đó. Thì anh ăn trộm này thấy chuyện này dễ quá đó, có gì khó, phải không? Anh chấp nhận và bằng lòng cái lời giáo huấn của vị thầy. Làm cái gì biết mình làm cái đó. Có nghĩa là mình ăn trộm, mình biết mình ăn trộm. Thì lâu nay ăn trộm mà không biết mình ăn trộm cho nên mình không có sợ. Còn bây giờ đi ăn trộm mà mình biết mình ăn trộm, thế nào mình cũng bị bắt, mình thế nào mình cũng bị đánh đập. Cho nên từ khi nhận cái lời của sư phụ, một tháng trôi qua anh chưa làm được phi vụ nào hết. Đói quá. Cho nên anh lên anh thưa với thầy, thôi thầy ơi, thầy đổi cho con đi. Cái điều này sao nó khó quá, con thấy nó dễ nhưng mà bây giờ nó khó quá. Thì vị thầy suy nghĩ xong nói, được, ta sẽ đổi cho con. Thì thay vì bây giờ con đừng có bận tâm, có nghĩa là con làm cái gì, trước đây con làm cái gì, con biết con làm cái đó cho nên con phải suy nghĩ. Bây giờ con khỏi suy nghĩ, cho nên con làm cái gì, con nói cái đó. Con làm cái gì, con nói cái đó. Thì anh chịu, bởi vì cái mà làm cho anh khổ là anh suy nghĩ. Và bây giờ nói ra thì thôi, có gì đâu, phải không? Nói. Thì một tháng qua không có phi vụ nào cho nên đói. Khi mà nhận cái điều này rồi thì anh bắt đầu anh làm việc. Chiều hôm đó anh chuẩn bị tất cả những cái đồ nghề để mà đi ăn trộm. Thì bữa đó là mới có ngày 29 thôi, cũng mà tối trời rồi, anh đi ăn trộm cũng hơi sớm. Anh ra đường anh gặp một chàng thanh niên ăn mặc rất là lịch sự, nhưng mà trời tối cho nên anh đụng phải cái chàng thanh niên này. Chàng thanh niên mới hỏi, bộ anh không có mắt hả? Sao mà anh đi anh đụng người ta như thế này? Anh đi đâu vậy? Anh ơi, đi ăn trộm chứ đi đâu. Thì xin thưa các vị là cái chàng thanh niên kia thì cũng nói, như vậy cho tôi theo chứ, tôi cũng ăn trộm. Nhưng mà quý vị biết chàng thanh niên đó chính là đức vua. Đức vua đã cải trang hình thức của người dân thường để đi coi nhân dân trong đời sống có cái gì trở ngại không, xã hội có được an lành hay không. Cho nên đức vua này thông minh quá, tự xưng mình là ăn trộm luôn. Rồi anh ăn trộm chuyên nghiệp này đó, thì anh dẫn ông vua này đi ăn trộm. Cái ông vua ông nói, thôi anh ơi, đi ăn trộm như anh thì thiệt thòi lắm, lấy không có được cái gì, mà bị bắt thì cũng ở tù, oan lắm. Cho nên thôi, bây giờ theo tôi đi ăn trộm. Ăn trộm cái chỗ này đó, không phải là 3 năm làm đâu, mà tới 30 năm làm lận. Bởi vì cái ăn trộm của anh chuyên nghiệp thiệt, nhưng mà 1 năm ăn trộm thì bằng 3 năm làm. Nhưng mà bây giờ 1 đêm ăn trộm sẽ bằng 30 năm làm. Anh nghe như vậy sáng mắt ra. Rồi theo cái chàng thanh niên kia đi ăn trộm. Mà các vị biết đi đâu không? Đi vô cung vua.
vô cung vua lúc bây giờ đó thì cũng mới có 8 giờ mấy thôi, lính còn gác. Hả? Thì lính hỏi hai ông này đi đâu? Đi ăn trộm chứ đi đâu? Cho nên có những cái chuyện mà khi nói thật á thì người ta không có tin. À, nhèm đi ăn trộm mà nói, cho nên mấy lính mới mở cửa cho vào. Vào rồi nhà vua dẫn tên ăn trộm chuyên nghiệp đó vào một cái nơi mà chứa những cái đồ quý giá, vàng bạc hộc xoàn chứa ở trong cái kho đó. Nhà vua dẫn vào đột nhập lấy cái của quý ở trong kho, đem xuống một cái hộp, xin thưa các vị, là lấy xuống có 5 cái viên kim cương. 5 viên kim cương sáng lấp lánh. Thì bây giờ hai người bàn tính với nhau chia. Mà bây giờ 5 hộp chia một người 2 hộp rồi, còn hộp sao? Nếu mà đập ra thì mất giá trị, mà đem bán thì bị sợ lộ. Cho nên thôi, nhà vua đó mới nói thôi, mỗi đứa 2 viên như vậy có thể sống đầy đủ. Thôi còn 1 viên bỏ trở lại. Rồi đẩy cái hộp đó lại, đem để lại chỗ cũ, xong rồi là mình rời khỏi nơi đây. Thì khi mà quay trở ra thì mấy cái người gác kia đó hỏi hai ông này đi đâu đây, đi ăn trộm về. Công khai như vậy thôi, ăn trộm về. Thì ra và khỏi cổng của triều đình rồi đó, thì tên ăn trộm về nơi nhà của tên ăn trộm. Nhà vua trở lại cái chỗ để thay đồ vào, trở lại cung vua. Thế thì sáng ngày hôm sau, các vị biết là trong triều đình náo loạn, là vì đêm hôm này trộm đã đột nhập vào trong triều đình và lấy rất nhiều của báu. Thế thì nhà vua ra lệnh một cái vị quan lớn ở trong triều đình xuống để mà kiểm tra, coi thử trộm đã đột nhập và lấy cái gì của triều đình. Thì cái vị quan đó xuống xong rồi thì dòm tới dòm lui, thấy cái chỗ nó mắc dấu đó là cái hộp mà đựng 5 viên ngọc xoàn. Thì nhờ ông quan này ông xuống, các vị biết là ông lấy xuống rồi ông thấy còn có 1 viên, thì đây là một cơ hội tốt. Còn 1 viên là ông lấy ông bỏ ông túi. Xong rồi là ông kiểm kê xong lập biên bản trình lên cho nhà vua. Rồi nhà vua ra lệnh đi tìm kiếm cái tên ăn trộm kia. Mà xin thưa các vị, ăn trộm mà nói mình ăn trộm thì đâu có gì đâu mà khó bắt đâu. Cho nên chỉ trong một ngày, ngày hôm sau thì tên ăn trộm kia cũng bị bắt và đem vào trong triều đình để mà xử tội. Thì nhà vua đứng ra hỏi tội. Nhưng mà trước khi hỏi tội cái tên ăn trộm này, thì nhà vua ra lệnh hãy bắt cái tên quan kia và hạ ngục ngay tức khắc cho trẫm. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, từ quan lớn cho đến quan nhỏ, ăn trộm thì chưa xử mà ra lệnh bắt quan để mà xử trước. Thì điều này xin thưa không ai biết hết, chỉ có mình vua mới biết và biết rõ mà thôi. Bởi vì chính vua bỏ lại một cái viên ở trong cái hộp đó và cột lại, bây giờ mất thì ai lấy? Chỉ có quan này mà thôi. Cho nên hạ ngục quan trước và bắt đầu hỏi cái tên ăn trộm. Ông vào ở trong triều đình này, ông ăn trộm, ông đi với ai? Thì đã nói thật mà, cho nên cũng kể lại là bữa đó tôi ăn trộm, tôi gặp một cái anh chàng thanh niên, anh rủ tôi ăn trộm, anh rủ vô đây nè, anh lấy một cái hộp ra rồi chia ra tôi được 2 viên hột xoàn và anh ta cũng 2 viên. Thì nhà vua hỏi 2 viên của nhà ngươi đâu? Thì ông ta móc cái túi ra và đưa 2 viên kim cương ra cho nhà vua. Nhà vua cũng móc cái túi ra đưa ra 2 viên. Như vậy thì ta với ngươi là giống nhau. Như vậy thì bây giờ ngươi dòm cái mặt của ta, phải chàng thanh niên đêm hôm đó hay không? Thì đêm khuya cho nên không thấy rõ, nhưng mà dòm hột xoàn thì thấy giống nhau. Cho nên anh nói dạ. Thế thì
trước mặt bá quan văn võ, nhà vua ra lệnh: từ đây trở về sau, ta tuyển chọn người thanh niên này vào giữ kho cho ta. Cho nên nói thật nó có cái lợi như vậy đó các vị. Nói tới cái chỗ này mà không nói tới cái lòng thành thật của một chàng thanh niên nữa thì nó cũng hơi tội nghiệp. Chàng thanh niên này quê ở miền Trung, mà miền Trung thì các vị biết là nghèo lắm. Cho nên những năm mà người ta bỏ nước ra đi thì anh xin với cha, anh lấy hết tài sản của người cha để anh ra đi. Và một cái ước muốn duy nhất là làm sao anh ta qua được phía bên kia để rồi anh lo cho cha khi tuổi về già. Mà thật sự ra thì bao nhiêu của cha anh lấy hết rồi, mẹ thì chết sớm. Anh qua bên đó vì không có trình độ, không có ngôn ngữ. Ngày xưa ở Việt Nam đi đánh lưới mà bắt cá, mà giờ qua bên Mỹ thì làm cái gì ăn, tiếng cũng không biết nói, mà làm thì cũng không biết làm cái gì. Cho nên cuối cùng anh đi làm những cái việc rất là thấp kém ở trong xã hội. Và cuối cùng anh để cũng được rất là nhiều tiền. Mỗi năm anh cũng có gửi về cho cha của mình, nhưng mà phần đông thì anh tích lũy lại để mà anh lập gia đình. Mà bây giờ sống ở một cái xã hội văn minh, mà bây giờ mình cù lần quá, mình là dân chày lưới mà làm sao mà theo kịp người ta được. Cho nên anh không có được một cái người bạn gái nào hết. Thì bữa đó có một chàng thanh niên cũng bạn thân với nhau, anh mới hỏi: bây giờ anh có muốn lấy vợ không? Anh nói: trời đất ơi, tôi năm nay 35 tuổi rồi thì làm sao, chắc già ế. Cho nên thôi, anh thấy cái chỗ nào mà đẹp đẽ thì anh làm mai cho tôi. Anh đề nghị như vậy. Nhưng mà xin thưa các vị, Việt Nam mình có một cái câu là nồi nào thì nó ấp dung nấy. Bây giờ mình xấu quá mà muốn có vợ đẹp thì làm sao giờ, khó quá. Mà người đẹp á thì người ta đòi hỏi nhiều: son phấn, dầu thơm, quần áo, hột xoàn, xe hơi thì làm sao. Cho nên anh rất là khổ, anh khổ dữ lắm. Nhưng mà xin thưa, trong những người con gái đẹp, không phải ai cũng có những nhu cầu như thế. Thì bữa đó anh ta được một người bạn thân cho anh một cái vé mời đi xem hát. Mà vé mời thì vé được ngồi ở hàng ghế đầu. Cho nên anh coi tất cả những cái diễn viên, thì trong đó anh có một cái tâm đắc là anh thấy có một cái diễn viên đẹp quá. Cho nên trước khi mà đứng dậy ra về đó, thì anh thâu hút hết tất cả những cái sức mạnh của mình, gọi là một ăn hai thua liều. Cho nên anh tới, anh cúi đầu, anh chào người đẹp, và anh mời người đẹp đó đi uống cà phê. Thì cũng thấy là lạ, cái anh này da nám xì hết, nhưng mà cũng có duyên thì thôi. Cô nghệ sĩ này cũng chấp nhận cái lời mời đi uống cà phê các vị. Thì ra đó, cái cơ hội để anh tỏ tình là anh nói hết tất cả những cái tâm sự đời của anh. Nó rất là thật. Gia đình ở Việt Nam như thế nào, rồi cuộc sống như thế nào, anh nói hết. Và cuối cùng anh lây chuyển được trái tim của người đẹp. Và sau cái lần đó rồi đó, các vị biết, cái ly cà phê của cô nàng thì đã hết rồi, mà cái ly cà phê của anh thì nước đá nó tan ra, chảy ra hết, chưa kịp uống. Mà bây giờ đã tới giờ đi về rồi, cho nên cô đã nói: thôi anh uống cà phê đi. Anh dòm thấy cái ly cà phê mình nước tan ra nhiều quá, anh mới kêu: bà chủ ơi, cho tôi
thêm một ít muối. Cà phê mà sao uống với muối? Thế thì các vị biết là gây một cái sự ngạc nhiên. Và từ đó anh đi nói sự thật là khi mà quê của anh ở dưới miền biển đó, thì anh ảnh hưởng cái vị mặn, cho nên ăn cái gì uống cái gì mà có muối vô nó biết ngon. Và thế thì lần sau và lần sau nữa, đã lỡ rồi thì anh cho lỡ luôn. Cho nên lần nào anh cũng kêu cô chủ uống cà phê mà thêm muối. Các vị biết cà phê mà nó đắng mà thêm muối vô nó mặn mặn chát chát khó uống lắm chứ. Nhưng mà đã thương rồi, đã hứa rồi thì thôi, giá nào cũng làm hết. Cho nên anh uống cà phê muối. Xin thưa các vị, và chuyện tình đó cuối cùng cũng kết thúc bằng một cái đám cưới rất huy hoàng, rất lớn. Thế thì trải qua cuộc hôn nhân 20 năm, 20 năm anh chưa bao giờ uống cà phê với đường. Thậm chí là cô vợ mua cà phê về, pha cà phê ở nhà, nhưng mà vẫn cứ bỏ muối vào. Và cuối cùng một hôm phát hiện rằng anh bị bệnh ung thư. Và cái bệnh này không kéo dài, chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Thế thì anh viết một cái lá thơ để lại. Và anh nói với người vợ rằng 20 năm sống bên cạnh anh chưa bao giờ nói một lời nói dối với em, chỉ có một điều duy nhất mà thôi, đó là anh phải uống cà phê với muối. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy hạnh phúc. Nếu mà kiếp sau anh làm người thì không những anh sẽ là người chồng mà được em cho uống cà phê với muối. Như vậy thì các vị nếu mà có thương chồng thì cũng cho uống cà phê với đường, với sữa, chứ đừng có cà phê với muối nha, khó uống lắm. Một lời nói dối nhưng mà vẫn đem lại một niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy ở đây người đệ tử của Phật phải biết chân thành với mình, chân thành với lý tưởng của mình, chân thành với tất cả những người thân yêu của mình, mà đừng bao giờ đem những lời giả dối, những cái lời đường mặt để mà gạt gẫm người khác. Xin thưa các vị, trong giáo pháp của Phật chúng ta nên nói những lời ngọt ngào. Lời nói đó phải là lời nói như là mật, chứ đừng bao giờ lời nói như là hoa, lời nói như là cái gì? Lời nói như hoa, xin thưa, khi mà đẹp lòng thì hoa để trên đầu, mà hết đẹp lòng thì lấy hoa rải dưới đất, phải không? Lời nói không tốt đẹp, lời nói như là phân. Xin thưa các vị, một loài hoa được gọi là hoa đẹp. Ngoài cái sắc thấm của hoa, cái sắc thấm của hoa để làm cho hoa đẹp, thêm vào đó hoa phải có nhụy. Chứ nếu mà hoa không có nhụy thì làm sao nói đến đặc thù của cái hoa đó. Mình cầm cái hoa hồng lên mình ngửi một cái, nhưng mà nó ra cái mùi hoa sen thì kỳ quá, phải không? Cho nên hoa nào cũng có cái mùi thơm, cái nhụy của riêng nó. Mà hoa thơm thì nhờ nhụy. Con người có giá trị là nhờ vào đời sống đạo đức. Ngoài ra, xin thưa các vị, một cái yếu tố mà ít con người gọi là chú ý tới hoa đẹp là hoa phải có mật. Hoa tiết ra mật mới có thể dụ dỗ những loài ong bướm. Có biết ong bướm không? Nhưng mà nếu chúng ta
nói những lời dịu ngọt mà không có năng lượng, không có cái chất liệu của lòng từ bi, thì coi chừng mình hại người mà mình không hay. Theo tôi biết đó, những người mà đi mượn tiền không có người nào mà nói sẵn hết á. Vì vậy nói không có sẵn, không có rung cảm đó, thì người ta đâu có mở cái kim túi ra, phải không? Cho nên người ta nói dịu ngọt, mà ngọt như thế thì có mượn nhưng mà không có trả, thì nhiều khi người ta sẽ đau khổ. Vì vậy cho nên người Phật tử phải nói cái lời dịu ngọt, mà phải có cái năng lượng của lòng từ ở trong đó, phải có cái tình thương ở trong đó. Chứ còn nếu mà dịu ngọt không á, thì coi chừng người ta nhảy cầu bình lợi. Nhất là các cô gái, các chàng thanh niên mà mới lớn đó, phải không? Mà nghe những lời dịu ngọt á, thì nguy hiểm lắm, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì người mới yêu, người đàn ông thì yêu bằng con mắt, mà con gái thì yêu bằng cái lỗ tai, mà lỗ tai mà mật nó nhỏ vào rồi đó thì nó sanh bệnh. Bệnh đó là bệnh tương tư, mà bệnh tương tư không được thì nhảy câu bệnh lợi. Cho nên Phật tử chúng ta thì phải nói những lời nói gọi là dịu ngọt, nhưng mà có năng lượng của lòng từ bi ở trong đó, phải không các vị? Phải không? Và nhất là mình đừng có tham lam. Xin thưa các vị là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nếu mà chúng ta nói những lời để vừa lòng nhau thì hạnh phúc lắm. Nhưng cái quan trọng ở đây là ta nói nhưng mà lòng ta không thật, phải không? Nói những lời gây tổn hại tới tâm lý của người khác. Ông bà chúng ta hay lắm các vị. Kim vàng ai nỡ uống câu, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Người Phật tử ai nỡ nói nhau nặng lời. Mà nói nặng lời thì không còn là Phật tử rồi, phải không? Cho nên cái yếu tố chân thành với mình, chân thành với người khác rất là quan trọng. Và cái điều thứ ba là chúng ta là những người tu hành, cái điều kiện để chúng ta có giải thoát, có an vui là chúng ta phải có sức khỏe. Cho nên bệnh á, tu có khó không các vị? Bệnh tu trở ngại dữ lắm, phải không? Cho nên á, mình tu á, mình làm sao á, mình có được sức khỏe. Nhưng mà tôi không muốn nói tới cái lĩnh vực sức khỏe, bởi vì ở đây cũng còn nhiều người trẻ quá, phải không? Cho nên á, tu có sức khỏe thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi. Nhưng quan trọng ở đây là tôi muốn nói tới cái sức khỏe tâm linh. Cái sức khỏe tâm linh tức là chúng ta có nhận thức đúng về Phật Pháp hay không? Trong tâm thức chúng ta có tà kiến hay không? Trong đời sống chúng ta có sống đúng với chân lý, với đạo đức, với tình người hay không? Cái đó là sức mạnh của sức khỏe, phải không? Cho nên một cái người mà tâm hồn của họ trong sạch, tâm hồn của họ trong sáng, thì ngay ở trong đời này họ có niềm vui, họ có sự an lạc các vị. Xin thưa là tất cả chúng ta đã làm người thì không có ai hoàn hảo cả, và cũng có những cái khuyết điểm. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật, xin thưa các vị, có một cái phương pháp để làm cho ta có sức mạnh. Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương: này các vị tỳ kheo, ở trên đời này có hai hạng người. Người thứ nhất là hạng người có lỗi, nhưng mà biết rằng mình có lỗi. Có lỗi mà biết mình có lỗi, nên từ đó họ phát lồ, họ sám hối, thì họ sẽ hết tội. Còn cái thứ hai là hạng người đó từ nhỏ cho tới lớn họ không có những lỗi lầm nào, phải không? Cho nên hai hạng người này giống nhau. Cho nên cái phương pháp để cho chúng ta có an vui, tâm của chúng ta được trong sáng, thì chúng ta phải có cái phương pháp gọi là trở về nhìn lại với tất cả những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và
ý nghiệp của chúng ta. Nếu có những lỗi lầm gì, ta phát lồ sám hối. Cho nên sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn thu mây trắng vẫn thông dong. Cái tâm của chúng ta mà nhẹ nhàng, mà thanh thoát, thì cái đó là sức mạnh của tinh thần. Mà một người có cái sức mạnh tâm linh như vậy có thể chia sẻ được với tất cả những người khác. Vì có sức khỏe như thế, cho nên thân này không có tham, thân này không có sân, ý này không có si mê, không có tà kiến. Cho nên tôi cũng cứ thường nói với tất cả những sinh viên chúng tôi hướng dẫn đó, chúng tôi dạy, còn nói thôi, mình tu cái việc đầu tiên là phải biết quán chiếu để từ bỏ tham, quán chiếu để từ bỏ sân hận, quán chiếu để từ bỏ cái si mê và tà kiến. Có như thế thì chúng ta mới là những người có giới, có định và có tuệ. Giới ngăn chặn tất cả những điều ác, làm cho thân chúng ta nhẹ nhàng. Giới ngăn chặn tất cả điều ác để cho ta không có nỗi sân hận. Giới làm cho chúng ta tu tập được thiền định và phát triển được cái trí tuệ. Cho nên tôi thỉnh thoảng khi nào mà thấy lòng nó có một cái gì đó khắc khoải thì tôi trở về và nhìn thấy, coi lại cái tâm của mình hiện giờ đang đoạn trừ được những cái phiền não, những cái khổ đau ở trong cuộc sống này hay không. Xin thưa, đó là chúng ta biết tu. Cho nên tôi cứ thường nói, đừng có tham lam cho tâm hồn đau khổ, đừng có sân si, đừng có sân si cho mắt lệ hoen mờ. Đời thấm tươi khi tâm ta trọn niềm vui, phải không? Tâm trọn niềm vui thì có an lạc và có hạnh phúc. Xin thưa với các vị đấy, không biết là các vị có cảm nhận được cái sự an lạc khi mà tâm của mình đã chuyển hóa từ cái tham thành cái vô tham, chuyển hóa từ cái sân thành cái vô sân, chuyển hóa từ cái si mê tà kiến để thành cái trí tuệ. Đó là cái điều thứ ba mà tất cả chúng ta tu tập như thế thì mới có an vui, mới có hạnh phúc và mới có an lạc. Cái điều thứ tư là chúng ta phải có một cái năng lực. Năng lực này là năng lực của sự tinh tấn, sự chuyên cần. Người Tây Phương người ta nói rằng trên bước đường thành công sẽ không bao giờ tìm được dấu chân của người lười biếng. Cũng như thế, trên con đường giác ngộ và giải thoát sẽ không bao giờ có dấu chân của những người lười biếng. Bởi vì lười biếng là làm trở ngại cái con đường tu tập chúng ta. Như vậy thì chúng ta tinh tấn để làm gì? Tinh tấn để ngăn trừ tất cả những cái pháp ác và thực hiện tất cả những cái pháp lành. Chúng ta thực hiện cái đức hạnh tinh tấn để vượt lên tất cả những cái trở ngại trên đường đời. Nếu không có tinh tấn, ta không thành công từ cái việc học hành cho đến cái việc làm ăn. Cho nên trong đạo mình có cái bài thơ, trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt lên tất cả. Xin thưa các vị, coi chừng tất cả chúng ta là những gã cùng tử đang lang thang ở khắp mọi nơi trong nẻo luân hồi. Như vậy thì chúng ta cần phải nỗ lực tinh tấn ngăn chặn tất cả những cái pháp ác mà nó vừa móng khởi lên trong tâm của chúng ta. Và ngược lại, tất cả những cái thiện pháp chưa sanh khởi trong tâm, ta phải làm cho nó sanh khởi.
mà chỉ vì danh, vì lợi dưỡng, vì cá nhân mà ta tạo ra tất cả những cái pháp bất thiện. Ta phải biết ngăn chặn, ta phải biết đoạn trừ. Và ngay trong đời sống này, nếu ta còn giải đãi, ta còn buông lung, thì ta phải tinh tấn để cải thiện. Và chính cái con đường tu tập đó đem chúng ta tới một sự an lạc. Và xin thưa các vị, là cái việc mình tu, làm sao mình an lạc, mình giải thoát, mình đem cái niềm vui đến với mọi người. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình đem tới đau khổ cho người khác thì cái tu đó không có kết quả. Có ai tu tới mà đem cái đau khổ cho người khác không? Có không? Hả? Coi chừng á. À, xin thưa các vị, nhiều khi nó có mà mình không có biết à. À, tôi được biết là có một cái cô Phật tử tu tập cũng lâu năm rồi, nhưng mà đó có cái cục ghèn ở trước mắt á. Có cái cục ghèn, các vị biết có cục ghèn không? Cục ghèn đeo ở trước mắt á. Cho nên cô không có giờ phút nào mà an vui hết. Có người thắc mắc tại sao cục ghèn ở trước mắt. Xin thưa, đó là có thằng chồng ghen cũng như có cục ghèn đeo trước mắt chứ có gì đâu. Đi chùa mà nó theo dõi, nó coi thứ tới nó làm cái gì. Cái đó là trở ngại. Cái đó là làm cho chúng ta bị ngăn chặn trên con đường đạo. Bây giờ chúng ta làm sao mình tu mà mình phải chuyển hóa được người khác. Mình tu mà mình chưa chuyển hóa được người khác, mà người khác đó chính là người thân yêu của mình, thì cái đó mình phải xét lại, mình tu chưa có kết quả. Phải không các vị? Tu để mình vui và người khác vui. Phải không? Xin thưa các vị, tu khó hay dễ? Trời ơi, cái giờ này mà nó tu khó không biết làm sao nữa. Nếu mà nói khó thì bây giờ tôi chỉ cho các vị tu một cách rất là dễ. Phải không? Có nghĩa là tu làm sao nói vậy. Tôi đi chùa tôi lễ Phật là tôi đi chùa tôi lễ Phật, chứ tôi không có quẹo chỗ nào hết. Tu dễ vậy đó. Buổi sáng thức dậy, mình nhớ nghĩ tới tất cả những người thân yêu của mình. Cái đó là mình tu. Chẳng hạn như bây giờ chính bản thân của chúng tôi, xin thưa, chúng ta tu, nếu mà tính năm nay đó thì cũng năm nay tôi 62 tuổi mà tôi xuất gia hồi 9 tuổi rưỡi. Thì bây giờ cũng 50 mấy năm rồi, phải không? Tu đâu có khó gì đâu. Bây giờ muốn khó tôi chỉ cho các vị nè. Chính bản thân chúng tôi, chúng tôi tu là trả nợ tình. Tu là trả nợ tình. Có tình đã trả không? Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tu mà trả nợ tình. Xin thưa các vị, nợ tình nhiều lắm. Hiện giờ tôi đang đứng đây, đang trình bày bài pháp thoại này cũng là hình thức tôi trả nợ tình cho các vị. Phải không? Hai tay bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Tất cả những tâm tình, tâm đạo của các vị dâng hiến cho chúng tôi bằng những bát cơm đầy như vậy, cái đó không phải là ơn, không phải là tình, là cái gì? Cho nên khi thọ nhận cái hạt cơm như vậy, chúng tôi cũng phải biết trả cái tình đến với các vị chứ. Nhất cái công đa thiểu lượng bỉ lai xứ nhì thốn kỹ đức hạnh toàn khuyết ống cúng tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm tứ chánh sự lương dược vị liễu hành khô ngũ vi thành đạo nghiệp phương thọ thí thực. Xin thưa các vị, ăn hạt cơm đầu tiên phát nguyện không làm tất cả các việc ác ở trong đời này. Ăn hạt cơm thứ hai xin phát nguyện
làm tất cả các điều lành vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thứ ba, nguyện độ cho tất cả mọi người hướng vào với chánh pháp của Phật. Xong rồi, phải quán chiếu năm cái điều. Nhất kế công đa thiểu, tức là phải biết kể công nhiều ít. Những cái hạt gạo, những hạt cơm này từ đâu mà mang đến đây. Rồi chúng tôi phải quán chiếu cái nội tâm của chúng tôi có trong sạch không, có còn ô nhiễm hay không, có xứng đáng ăn cái hạt cơm của các vị đem tới bằng tất cả tâm tình trong sáng hay không. Điều thứ ba, ăn hạt cơm nhưng mà không bao giờ khởi lên lòng tham. Điều thứ tư, ăn hạt cơm đó giống như là một cái viên thuốc để chữa bệnh ốm gầy. Điều thứ năm, vì muốn thành tựu đạo nghiệp mà mới ăn hạt cơm này, cho nên ăn hạt cơm mà trả nợ tình dài lâu. Ngày nào còn sống thì ăn hạt cơm đó phải biết trả nợ tình. Mà nếu không trả thì xin thưa, hãy nợ thì kiếp này không trả thì kiếp sau phải trả. Kiếp sau làm thân trâu ngựa đền bù trúc mai, phải không? Cho nên thôi, kiếp nào thì trả cho kiếp nấy cho nó xong, phải không? Cho nên tôi xin phát nguyện, nguyện hy sinh cả cuộc đời mình truyền trao chánh pháp gửi tình muôn nơi, làm cho sanh chúng tỏ ngộ được đạo màu, thì lúc bây giờ mới yên được tấm lòng, phải không? Và xin thưa các vị, cái yếu tố cuối cùng để trở thành ra một người Phật tử mà sống có một cái đời sống an lạc, xin thưa, đó là gì? Là trí tuệ. Đức Phật dạy rằng nếu có một con lạc đà mà qua sa mạc chở nặng bởi người chủ đánh đập trầy da chảy máu và có thể đi đến một cái chết, thì cái chết đó cũng không phải là khổ. Bởi vì con lạc đà kia chỉ có khổ một đời mà thôi, phải không? Còn con người mà không có trí tuệ thì khổ đời này, khổ đời sau và nhiều đời sau nữa. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo chúng tôi phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của chúng tôi không có gì các vị. Sự nghiệp chúng tôi chỉ có một cái bình bát và ba y. Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du kỳ, vi sanh tử sự giáo hóa độ xưng thu. Đó là lý tưởng của người tu hành. Và dĩ nhiên trí tuệ ở đâu mà có? Phật tử chúng ta cũng cần phải tư duy cho sâu sắc. Trí tuệ ở đây không phải là kiến thức, không phải là kinh nghiệm, không phải là do huân tập những kinh nghiệm ít của đời này mà có. Đó chỉ là tri thức mà thôi. Mà tất cả tri thức của chúng ta đều là sai lầm, bởi vì tất cả những nhận thức kia đều chi phối bởi một cái bản ngã của mọi người. Ai ai cũng có một cái bản ngã hết. Cho nên ở đây chúng ta phải lấy trí tuệ, tức là tu tập giới, tu tập định và phát sanh ra trí tuệ. Lấy cái trí tuệ này để nhìn vào thực tại của cuộc sống, nhìn vào bản thể của tất cả các pháp, để rồi từ đó chúng ta thấy rõ không có cái gì là ta, là của ta và tự ngã của ta. Ta sẵn sàng buông bỏ để mà giải thoát an vui. Xin thưa các vị có sẵn sàng chưa? Có không? Hồi sáng này tôi có xem cái chương trình của VTV1 về cái lễ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Một vị tướng như thế nhưng mà cũng đã chuẩn bị cái nơi đến của mình, thì không lý do gì chúng ta là Phật tử mà không chuẩn bị hành trang cho cái nơi mà mình đến.
Nơi đến có xa không các vị? Tây phương cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi Phật mà, xa quá phải không? Mà nếu chúng ta không chuẩn bị thì làm sao mà lên đường được? Giả sử bây giờ Đức Phật A-di-đà sai Bồ Tát Quan Âm, sai Bồ Tát Đại Thế Chí lái một chiếc phi thiền tới đậu trước sân của tu viện Tường Văn, rước tất cả các Phật tử về Tây Phương Cực Lạc, có ai đi không? Tôi e rằng chỉ có vài người thôi. Vài người mà nó xin lỗi là già rồi đó, mới đi chứ còn trẻ trẻ. Thôi hẹn chuyến sau đi. Hồi sáng giờ đi chưa có từ giả mà sao mà đi được, phải không? Cho nên thôi hẹn chuyến sau. Bồ Tát chỉ rước mấy cái người mà già quá về không nói, thôi đi về Cực Lạc cho rồi. Ở đây có mấy người già nhiều không? Dường như là tôi thấy ở bên giảng đường kia có một cái giảng đường cho những người khuyết tật, phải không? Có không? Tôi cũng mong rằng những cái người mà kém may mắn ở trong cuộc đời này, qua cái bài pháp thoại này, có thể tự mình trở về với nguồn tâm của mình. Bây giờ mình không cần phải thấy hai con mắt làm chi, phải không? Mà mình phải thấy bằng cái tâm trong sáng của mình. Thì xin thưa, cái thấy đó hoàn toàn là đẹp đẽ. Còn cái thấy của hai con mắt của mình đó nghe các vị, sai lầm lắm, phải không? Khi thương thì trái ấu cũng tròn, khi ghét bù hòn nó cũng méo. Đừng tin tưởng rằng mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Cái đó chỉ đưa đến khổ thôi, chứ không đưa tới giải hạnh phúc và an lạc đâu. Ta phải biến cái thấy của nhục nhãn này thành cái thấy của tuệ nhãn. Phật nhãn thì cao quá, phải không? Cho nên chúng ta có thể thực hiện được một cái thấy bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên ở đây xin thưa các vị, chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó không có khổ đau, mà chỗ nào có khổ đau thì chỗ đó không có trí tuệ. Cho nên trí tuệ ở đây là trí tuệ vô ngã, trí tuệ giải thoát. Người không có vướng mắc, không có trụ chấp vào tất cả những cái gì là của mình, là tự ngã của mình, người đó có thể thênh thang trên con đường giác ngộ và có thể đi tới bất cứ chỗ nào nếu chỗ đó là an vui, là giải thoát, phải không? Phi thiền xuống là mình lên trước, khỏi cần phải từ giả ai hết, phải không? Như thế là người có trí tuệ. Xin thưa các Phật tử, khi Đức Phật nói với Vương Tử Bồ Đề trên con đường tu tập mà ông muốn giác ngộ, giải thoát, an vui, sáng tu chiều được, xin thưa là ông phải có 5 cái yếu tố đó. Ông phải có cái niềm tin đối với tứ bất hoại pháp, tức là phải tin Phật, tin Tăng, tin giới. Phật, Pháp, Tăng và giới, đó là 4 pháp bất hoại. Nếu ông sống lại với những pháp bất hoại này ngay trong tâm thức ông thì xin thưa rằng tâm thức của ông sẽ là trong sáng và không bao giờ nhiễm ô. Có như thế thì niềm tin sẽ là sức mạnh để ông tới đạt được cái sự giải thoát. Cái thứ hai là ông phải có sự thành thật, chân thành. Tu là phải thành thật, chứ còn tu, xin thưa các vị, đừng bao giờ tu giống như Tình Lan và Điệp nha. Tu cái kiểu đó khó lắm, không có giải thoát đâu, phải không? Cho nên ở đây là mình phải cởi bỏ, từ bỏ tất cả những pháp thế gian, giải quyết con đường sanh tử. Đó là những người xuất gia chân chánh, phải không? Các vị thì chưa có giải quyết được cái việc này thì ít nhất cũng phải biết từ bỏ đi tất cả những cái gì mà không phải là của mình, tức là tham, phải không? Rồi mình thành thật với mình thành thật với người, đó là những cái yếu tố để mà mình có hạnh phúc và người kia có hạnh phúc. Chẳng hạn như bây giờ mình áp dụng một cái phương pháp hạnh phúc ở trong cái cuộc sống này, mình phải biết xa lìa tất cả những cái người gọi là người ác,
thân cận với những người thiện thì cái đó cũng là phương pháp để chúng ta giác ngộ chứ. Cho nên tôi còn nhớ có một vị thiền sư trả lời cho một nhà triết học. Thì ông hỏi rằng nếu mà trên đời này tất cả những cái kiến thức ông biết hết, từ khoa học, kỹ thuật, y học, vân vân, rồi những cái kiến thức ở trong xã hội ông biết hết, trên đời này ông có thua ai gì hết. Nhưng bữa đó ông nghe nói rằng thiền sư là những cái người mà tu tập thiền định cho nên có trí tuệ. Ông tới, ông tham vấn thiền sư coi thử những cái điều đó nó có đúng sự thật hay không, có phải là chân lý hay không. À, xin thưa các vị, đã là thiền sư thì chuyện gì cũng phải biết, phải không? Bởi vì thiền sư là giác ngộ, thiền sư là sống với cái trí tuệ rồi, cho nên phải biết được, và thậm chí phải có tha tâm thông, biết được cái tâm của cái người kia phát khởi lên thế nào. Và vị thiền sư này, xin thưa các vị, là rất là lịch sự, rất là tử tế, biết người khách như vậy nhưng mà vẫn tiếp khách một cách rất là lịch sự và văn hóa, phải không? Đi pha trà xong, lấy hai cái tách, rót một cái tách nước trà đầu tiên thì để dành cho phần mình. Đây là nghệ thuật xã giao nha các vị. Chứ nếu mà cái ly trà đầu tiên mà mình đưa cho khách cái đó là văn hóa xã giao kém. Bởi vì cái nước trà mà cái ly đầu tiên mà rót ra thì thường nó hay có cấu và có bẩn trà, phải không? Cho nên cái phần đó mình để cho mình. Cái ly trà thứ hai thì dành cho khách. Nhưng mà thiền sư xách cái bình trà lên và ngó vào ở trong cái ly trà của khách, chế châm vào, châm vào, châm đến khi mà nó đầy rồi. Nhưng mà thiền sư vẫn cứ tiếp tục để nước trong bình chảy ra ở bên ngoài. Vị khách này thấy như vậy chịu không nói: thưa thầy, đầy rồi. Thì vị thiền sư nói: ta biết, chứ không phải là ngươi la lên đâu, ta biết nó đầy từ lâu rồi. Cũng như thế, ông đến đây để mà tìm hiểu về Phật Pháp, nhưng Phật Pháp không thể vào ở trong tâm của ông được. Phật Pháp đó nó cũng chảy ra ngoài giống như những cái giọt nước trà mà ta đã rót. Cái ly của ông nó đầy rồi, cái kiến thức của ông nó đầy rồi, không còn chỗ để mà chứa tất cả những cái gì ta nói cho ngươi. Cũng như cái ly nước trà của ông nó đã đầy từ lâu rồi, bây giờ ta cố rót vào đi nữa thì nó cũng ra ở ngoài mà thôi. Cho nên ở đây, người đệ tử của Phật đừng bao giờ chấp thủ vào cái tự ngã của mình, cái tri kiến của mình. Đó là những cái trở ngại. Cho nên trong cái đau khổ nó có hai cái phiền não. Một là gọi là phiền não chướng, hai là sở tri chướng, phải không? Mà cái sở tri chướng nó làm trở ngại trên con đường đạo rất là nhiều. Phiền não có thể chúng ta tịnh lặng được tâm của mình. Ta nghe chuông, ta tĩnh lặng tâm, phiền não rơi xuống. Cho nên ở đây, cái người Phật tử mà biết nghe chuông đó, nghe chuông phiền não tan mây khỏi, ý lặng tâm an, mỉm cười, cười được chưa? Và xin thưa các vị là bây giờ để lại một cái chuyện là tu là dễ. Hồi nãy các vị nói là khó, nhưng mà tôi nói là tu là dễ. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói là tu vô tu, đó gọi là tu. Chứng vô chứng, đó gọi là chứng. Mình tu mà mình không có biết mình tu, đó là mình đang tu. Mình chứng mà mình không biết mình chứng, đó là mình chứng. Cho nên chỗ này xin thưa các vị, nhiều người hiểu lầm lắm. Tu không tu gọi là tu. Là sao? Tôi không tu gì mà gọi là tu? Không, không phải như thế. Có nghĩa là tôi tu mà tôi không trụ chấp vào cái tu của tôi, để tôi coi thường người khác chưa tu, phải không?
tôi chứng mà tôi không có đem cái sở đắc của mình để mà nói thì cái đó mới là chứng. Cho nên cái người chưa chứng mà nói chứng thì cái đó gọi là giả dối, tự ngôn chứng thánh, phải không? Không có lợi ích gì cả. Cho nên bây giờ mình tu, mình cứ nói thật là mình tu, tu rất dễ. Buổi sáng thức dậy, phải không? Đặt cái chân xuống dưới mặt đất, chúng ta phải khởi lên một cái lòng từ. Khởi lên lòng từ là ở dưới mặt đất này có vô số chúng sinh đang sống. Cho nên mình bước xuống, mình không thấy mình dẫm đạp lên thân xác của nó sẽ chết, mà mình sẽ mang nghiệp. Vì vậy cho nên người đệ tử Phật khi bước chân xuống dưới mặt đất thì phải quán tưởng và thấy rõ những chúng sinh thấp kém hơn đang sống ở dưới mặt đất đó. Tùng triêu dầm đảng trực chỉ mộ, nhất thiết chúng sinh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Những chúng sinh nó sống trong hồi hộp lo âu đó, nếu mà ta lỡ dầm chết nó, phải đọc thần chú để cầu nguyện cho nó. À, chúng ta làm được chưa? Rồi bây giờ bước xuống dưới đơn rồi đó thì phải cười. Người nào mà thức dậy mà không có cười được đó thì xin thưa không có hạnh phúc tí nào hết. Mà cười như sao? Cười đẹp, cười đem lại hạnh phúc. Chứ còn đó, cười mà đem lại đau khổ cho người khác. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này có 36 cái giọng cười lớn. 36 cái cách cười, mà có những cái cách cười làm cho người ta đau khổ thì mình Phật tử không sử dụng, mà sử dụng một cái nụ cười rất là hạnh phúc. Các vị có biết nụ cười Di Lặc không? Biết không? Rồi có biết nụ cười của ông Địa không? Hả? Ông Địa làm sao? Nụ cười ông Địa có hạnh phúc không các vị? Nụ cười của ông Địa không có hạnh phúc nha. Cười như là Phật Di Lặc đó. Mình nở một nụ cười xong, mình nói một điều rất là thật với lòng mình. Buổi sáng tôi khởi lên niềm vui đem lại hạnh phúc cho mọi người. Buổi chiều tôi nguyện lấy bớt của người đau khổ. Cho nên buổi sáng đem niềm vui và buổi chiều lấy sự đau khổ của người khác, đó là tu. Buổi sáng nghĩ điều lành, điều đó là điều lành. Xong rồi đó, buổi trưa ăn cơm xong mình phải nói điều lành chưa? Chứ mình nghĩ mình để trong đầu mình thì ai mà biết. Cho nên đó, thật thà đem lại lợi ích nhiều lắm. Mình thương người đó, mình cứ nói thẳng là mình thương, không có tội lỗi gì cả. Tôi thương mẹ, tôi dám nói rằng mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. Có nói được không? Một chuyện rất là đơn giản như thế mà nhiều người không nói được. Cho nên ta phải tu tập, cố gắng nói những điều như vậy. Buổi trưa nói điều lành và buổi chiều thể hiện cái điều lành đó bằng hành động, suy nghĩ, nói và hành động. Phải không? Mình làm một cái điều gì đó đem lại cho người niềm vui. Xong rồi tối trước khi ngủ mình niệm Phật, xong mình mộng những cái niềm vui. Cho nên một ngày như vậy ta có một cái ngày vui. Mà ta làm mãi như vậy thì ta có một đời vui, phải không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi chiều làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Mà nếu không làm điều lành mà làm điều ác đó, thì xin thưa coi chừng tấu nằm chim bao thái sách dao ruột người ta. Cho nên nhiều người
sống không có hạnh phúc là vì hằng ngày chúng ta tiếp cận với quá nhiều cái sự bất hạnh, với quá nhiều cái sự khổ đau. Cho nên ở đây, qua cái bài kinh này, để nhắc nhở cho tất cả các đệ tử trên con đường tu tập muốn thành tựu được đạo quả, thì ngay ở trong đời này mình phải có đầy đủ những yếu tố như thế, và thực hiện càng đầy đủ càng tốt thì sự an lạc sẽ đến với ta. Và xin thưa với các vị, đây là một tiến trình để chúng ta thực tập. Khi chúng ta nghĩ một điều lành, nghĩ một niềm hạnh phúc cho người khác, thì ngay ở trong tâm của chúng ta khởi lên một niềm hân hoan. Mà khi tâm hân hoan thì sẽ dẫn chúng ta tới một trạng thái tâm lý là chúng ta hoan hỷ. Mà có hoan hỷ thì nụ cười chúng ta mới tươi, phải không? Khi mà ta hoan hỷ rồi đó thì tâm của chúng ta mới gọi là an ổn. Mà tâm an ổn sẽ dẫn chúng ta tới một sự thảnh thơi, và từ cái sự thảnh thơi đó dẫn chúng ta tới một sự an lạc, hạnh phúc ngay ở trong đời sống hiện tại. Như thế thì trên con đường chuyển hóa nghiệp, trên con đường thành tựu công đức, trên con đường để chúng ta trở về với tự thân giác ngộ mà mình đã có, đừng để cho phiền não, đừng để cho khổ đau mà bao trùm tâm hồn của chúng ta. Chúng ta phải sống rộng lượng, khoan dung, tha thứ, đừng sống quá hẹp hòi, ích kỷ. Cho nên tôi còn nhớ mãi một bài thơ của một thi sĩ nào đó đã nói rằng: xin đừng sống như loài hoa trinh nữ, khi đau thương xiếp lá lặng im liềm, buồn hay vui cũng để yên trong dạ, mà khóc hay cười cũng để cả trong tim. Xin thưa các vị, cái đó mà để trong tim nó trở thành một cái bệnh, đó là bệnh nội kết. Và coi chừng một ngày nào đó ta chết là vì vỡ tim ra, bởi vì cái nội kết nó càng ngày nó càng lớn. Cho nên ở đây, người Phật tử buông bỏ hết, sống rộng lượng, bao dung, tha thứ đối với mọi người, thì chúng ta sẽ đón nhận lại tất cả những cái gì mà hạnh phúc sẽ đến với ta. Xin thưa các vị, mình cho cái gì thì sẽ nhận lại cái đó, đó là nguyên tắc. Phải không? Còn hãy nếu mình cho với cái tâm rộng lượng hơn thì cho một sẽ nhận lại gấp đôi. Phải không? Còn hãy nếu mà mình vì người khác mà thực hiện cái pháp của Phật để cho mọi người thoát ly khổ, thì xin thưa, ngay trong đời này mình có đầy đủ, không thiếu gì cả. Đức Phật dạy thâm tín chư Phật giai sung mãn. Phải không? Cho nên ở đây là Phật tử chúng ta một ngày tu an lạc, mà nếu mình không an lạc, cái đó là lỗi của mình chứ không phải lỗi của Phật, phải không? Cho nên ở đây là các Phật tử được sự hướng dẫn của Đại Đức Phước Tiến. Xin thưa là nói tới Đại Đức Phước Tiến là nói tới một cái kỷ niệm mà rất là lớn cho thế hệ những vị giảng sư cao cấp sau này. Thầy Phước Tiến trước khi mà ra trường, thầy có để lại một cái câu nói mà đến bây giờ dường như nó vẫn còn nguyên giá trị đó. Xin thưa các vị, học làm giảng sư khó lắm chứ không phải dễ, mà được một vị giảng sư như là Đại Đức Phước Tiến không những giảng pháp ở trong đất nước Việt Nam mà bây giờ sang châu Âu, châu Mỹ, mai mốt qua Liên Xô luôn. Cái đó là một cái phước đức rất là to lớn. Thầy để lại cho thế hệ đàn em sau này cái câu: thầy ơi, biết khổ như vậy thì cam lòng chịu làm thầy tụng kinh. Làm thầy tụng kinh là cứ xá lợi Phất làm tới đi, thay ngày này qua ngày khác, thuộc Di Đà ăn tới già không nhớ hết. Không có cái gì khổ hết. Nhưng mà làm giảng sư thì khổ lắm, phải thức khuya dậy sớm, phải mằn mò từng chữ, phải nghiên cứu từng câu. Bởi vì giảng chánh pháp của Phật rất khó các vị. Chỉ sai một chữ thôi mà đọa làm thân con chồn 500 kiếp.
khó quá. Cho nên trên con đường đó không phải chỉ có hoa thơm cỏ lạ, không phải có trúc tím mai vàng không, mà trong đó có cả mồ hôi và nước mắt. Mà thầy Phước Tiến là một người đã vượt lên trên tất cả những vị thầy khác để hôm nay trở thành một vị giảng sư nổi tiếng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin chúc mừng tất cả các Phật tử dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Phước Tiến và ban tổ chức tu một ngày an lạc. Tôi luôn luôn hoan hỷ với cái đạo tâm, đạo hạnh của Đại Đức Phước Tiến, và cũng xin chúc mừng toàn thể quý vị là những người đệ tử của Đại Đức Phước Tiến tại tu viện Tường Vân này. Trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Đức Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiện Thần, nhất là hộ Pháp Long Thần đang hộ trì cho tu viện Tường Vân này, gia hộ cho toàn thể nam nữ Phật tử có mặt ở đây, cũng như là thân bằng quyến thuộc được đầy đủ sức khỏe, không cần phải chân cứng để cầu nguyện cho đá mềm, đá cứng, mà ta vẫn cứ bước từng bước vững chãi đi tới con đường giác ngộ và giải thoát an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Giảng Sư. Qua hơn 1 tiếng 30 phút nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, khóa tu lần thứ 34, một ngày an lạc của chúng con vừa được Thượng Tọa chia sẻ một bài pháp thoại gồm 5 đức tin để được an lạc. Thượng Tọa đã dẫn nhập từng ví dụ cho Phật tử chúng con có được một khái niệm vững chắc để đạt được 5 đức tin này, để cầu mong được sự an lạc sẽ đến với bản thân của từng hành giả chúng con ngày hôm nay. Với những tấm lòng mà Hòa Thượng đã dành đặc biệt cho Đại Đức Ân Sư cũng như trưởng ban tổ chức của chúng con, cũng như toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả tại đạo tràng tu viện Tường Vân, cho thấy chúng con phải thành kính đảnh lễ tri ân Hòa Thượng. Và chúng con xin nguyện lấy những lời Hòa Thượng đã chỉ dạy để làm kim chỉ nam trên bước đường học Phật. Và cuối lời, thay lời ban tổ chức, chúng con xin được thành kính cầu chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng luôn được pháp thể vạn an, pháp thân bất hoại, cụ trụ ta bà, để là bóng cây đại thọ che mưa đỡ nắng cho hàng Phật tử chúng con trên lộ trình giải thoát. Một lần nữa thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính niệm ân Hòa Thượng. Giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Cung thỉnh Hòa Thượng khởi xướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Trung cổ cử ba hồi chuông trống bát nhạc.